Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến. Hôm nay em xin giới thiệu với anh chị ba trận cờ rất hay của thiên tài Hứa Minh Hiền, chỉ đi mã tốt phá nát thành. Mời anh chị xem. Trận đầu tiên, Hứa Minh Hiền cầm đỏ đi tiên, Hồ Vinh Hoa cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ.将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军，chơi đến đây sát cục Hồ Vinh Hoa buông cờ nhận thua, mời anh chị xem ván thứ hai. Hứa Minh Hiền cầm đỏ đi tiên, Liễu Đại Hoa cầm đen đi hậu, mời anh chị xem.将军。
将军。 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 将军。
将军。Chơi đến đây mất sĩ Liễu Đại Hoa buông cờ nhận thua. Ván thứ ba, Hứa Minh Hiền cầm đỏ đi tiên, Lưu Điện Trung cầm đen đi hậu. Mời anh chị xem.将军。将军。
将军。 将军. Chơi đến đây sát cục. Lưu Điện Trung buông cờ nhận thua, video em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị xem video của em. Nếu thích anh chị, nhớ bấm đăng ký bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị. Chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video sau.